Dư sức đúng không? Đây thì dạ. Em nhờ chị làm là vậy nè. Với chị lấy cho em nè nguyên một cái miếng đó luôn. Đó, đúng rồi. Là em chỉ ăn một cái miếng đó thôi. Cái này mình ước lượng nha, chắc cũng tầm 700 gram đó mọi người, 6 đến 700 gram. Wow, thơm lắm nha, thơm mùi thuốc bắc á. Rồi giờ mình sẽ thực hiện thử thách ăn hết con nửa con vịt tiềm và tô mì này nha mọi người. 8 bát mì. Okay. Mọi người sẵn sàng chưa? Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Mời mọi người nha. Làm lên tô mình lấy